lần đầu tiên trải nghiệm lạnh như thế này, không có đủ được đồ ấm. Áo phao mà vẫn chưa đủ nha. Lũi. Áo phao dày lắm á, còn chưa có đủ đâu. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Ui da. Em Vương, cục nhỏ nhỏ, lấy cục bự quá. Đây những người đã đậu xe vô đây đi chơi tiếp. Đó, họ leo đủ thứ, nhiều chỗ đi lắm. Rồi mình đi thêm đoạn. Rồi đi thêm đoạn tiếp nữa. Giờ 2 giờ chiều mới được ăn. Gia đình nhà mình bây giờ đang mãi mê coi đồ ăn. Còn đây là cháu nội mình nè, Béo Là. Béo Là nè, Béo Là không biết gì hết trơn á. Béo Là thích lắm á. Hi everybody. Hi buddy. Đây là nhà hàng Tàu. Phim về nhà cho mất coi.
đây. Những cái hồ nước như đây đông đông bằng hết trơn. Đó, trong kia có những người đi vô trong kia chơi. Người ta đi người ta sẵn sàng rồi, mình không biết mà nó lạnh như thế này. Lần đầu tiên trải nghiệm lạnh như thế này, không có đủ được đồ ấm. Áo phao mà vẫn chưa đủ nha. Núi. Em Vương cùng nhỏ nhỏ lấy cục bự quá. Đây những người đã đậu xe vô đây đi chơi tiếp. Đó, họ leo đủ thứ nhiều chỗ đi lắm. Rồi mình đi thêm đoạn. Rồi đi thêm đoạn tiếp nữa. Ừ, thế trên núi vẫn càng lên cao thì tuyết càng nhiều nha. Ủa, có cái nhà này pho sale. Oh, nước trên nó chảy xuống kìa. Nó xịt tiết đó mẹ. Nó băng tiết lên đó hả? Ngộ không? Hàng kia mình đấy. Hôm nay là đi, ngày mai mình qua lại đây mình. Nó đã lên đó. Có cá kêu đi lên. Bây giờ mình lên mình không có đồ bảo vệ trên gì đâu nổi. Lên nó lạnh lắm. Người ta dắt cây lên đây trượt tiếp xuống không? Người ta đi cáp treo lên đó trượt xuống mọi người. Anh Vương có biết trượt không? Lên lăn dài vòng không biết liền. Đây là cái nơi mà người ta cho cho người tới đây trượt tuyết đó mọi người. Thì khi mà mình tới đây trượt tuyết mình phải đem đầy đủ đồ nha. Chứ mình tới đây mình mua là mắc lắm. Một cái bao tay ở đây bán 60 đồng. Một đôi bao tay á 60 đồng. Một cái nón len thường thôi là 20 đồng. Mình nãy mình mua chai ra cho con mình là 80 đồng một bộ đó. Cho nên mình phải lo mua ngoài chợ trước, đừng để tới đây mua nha. Mua ở đây là mắc, mua giống như là mình đi được tiền vậy đó. Tại vì họ đem tới đây á, và cái gì nó cũng mắc hết á. Tân cảnh là mắc, rất là mắc nha. Rồi, có đồ màu lên là chưa biết chơi á thì người ta tới đây người ta tập. Đó,
người thấy cảnh người ta mặc đồ vậy đó, ta đem đồ đầy đủ theo. Cái em nhỏ trời kìa, nếu mà biết chơi thì lên tuốt trên cao phải không, còn nếu không mà chơi chỗ này nè phải không. Nó chưa biết trợt thì trợt chỗ này nè mọi người, đang có nắp thùng rác lên đó, trợt xuống cũng được nữa. Đây giống như là một cái này cũng giống như khách sạn luôn phải không ta, chỗ center để cho mua vé vô chơi. Đúng rồi, chỗ này chỉ nên mua vé vô chơi thôi. Ở trên đây ai cũng ốm hết hả? À? Họ bị lạnh rồi, trật tiết riết rồi phải không? Hãy sơ sai họ ốm. Mình muốn ốm mình lên đây ở nha. Mấy cây thông đẹp quá ha. Ai? Ờ, nó đang chơi chạy kìa. Cáp treo đưa người lên đó mọi người, cứ một đoạn mà có cáp treo đưa lên, xong rồi lên như nó chợt tiết chạy xuống, lăn xuống, lăn xuống, lăn tự do. Như mình là cứ lên là lăn xuống thôi, khỏi khỏi bay xe đi nó xuống nè. Hôm nay ở trong nước Mỹ thì phải tới đây chơi đi mọi người ơi, tránh Covid, lên đây lạnh nè. Ôi trời ơi, chạy trực tiếp mà nó chạy tự do luôn rồi phải không. Rồi thôi vậy mình đi về phải không. À, chúng tôi đã lên tới Túc Trinh rồi, bây giờ chúng tôi phải đi về. Rồi bây giờ chúng tôi về, chúng tôi đi tìm điểm tắm, chúng tôi ăn nha. Bây giờ là chúng tôi phải đi ăn rồi đó. Nói gì luôn hả? Ở trên cái bảng nó để đó. Mua bình trái còn nước. We fly for we drive. Rồi, ok. Đã hết bắt đoạn đường núi rồi. Giờ chúng tôi phải đi về thôi. Cái đó, gia đình nhà mình tới điểm sắm, bữa nay là mình tới cái điểm sắm này nè nha. Ở đây đồ ăn nói là ngon dữ lắm đó, quá trời đồ ăn luôn. Ở đây họ có bầu ngư nè, mình sẽ kêu cái con bầu ngư này ra coi sao. So you want taro, right? Người thấy cái đồ tàu người Hoa họ nấu, nhưng mà có nhiều người những cái nhà hàng khác nhau. Với ăn gà không chứ? Ăn gà không? Như là con cua này ngon lắm nè thấy không? Có dĩa gà nó chắc chắn. Cua này ngon lắm nè. Sẽ kêu thử ra coi. Dịch ở đây họ quay cũng ngon luôn nè mọi người. Ở đây tại tiểu bang Utah nha. Cái gì cũng ngon hết. Rau. Đây có rất là nhiều món rau. Để mình coi coi rau gì ăn nữa. Đây. Thích nhất là rau. Ha, đây còn đây là hai cậu con trai của mình nè. An Vương. An Vương đói bụng rồi. Giờ 2 giờ chiều mới được ăn. Gia đình nhà mình bây giờ đang mãi mê coi đồ ăn. Còn đây là cháu nội mình nè, Béo Là. Đó, Béo Là đó, Béo Là không biết gì hết trơn á. Béo Là thích lắm á. Hi everybody. Hi everybody. Nhà hàng tàu. Cái rau này giống như rau muống, nhưng mà thật sự là không phải rau muống, rau này ngon lắm nè. Đậu Hòa Lan đúng không? Giống. Hay chắc là đậu Hòa Lan đúng rồi đó, đậu Hòa Lan á. Đậu Hòa Lan. Đó rồi. Đúng rồi, là đậu Hòa Lan. Năm người ăn thôi. Cái này bây giờ là đắp để cho chồng lên hai cái luôn rồi nè. Nhưng ít người nhưng mà cào cũng nhiều ha. Thôi kệ đi, cố gắng đi. Cái món này cũng ngon nè. Cái này giống như khoai môn, ở trong khoai môn với lại tôm. Nhìn giống như trứng khủng long vậy ha. Lễ mà, lễ gần đây mà. Nay lễ mà.
để mà mọi người nó mới gán thôi, gán cào hết cái này đi rồi trong thời gian mà tụt núi xuống đây cũng cực lắm. Ở Vua Thà này là nổi tiếng là núi nha mọi người, cho nên là gia đình nhà mình đó chơi trên núi, mấy đứa nhỏ chơi núi rất là vui. Trên núi toàn là tiết không, mọi người thấy không? Năm nay mình nóng hổi luôn ha. Này giống như há cảo vậy đó, giống như há cảo mà để cho mình cái chén nhỏ dễ thương quá ha. Sen hai dumpling. Dumpling sen hai nè. Ồ. Sen hai gà. Trong trong có nước như này mình có chừng nó nóng. Anh. Cái này là Thượng Hải, sen hai là Thượng Hải hả? Dumpling của người Thượng Hải. Trong đây nó có nước nha, trong cái bầu nước nè, là để cái chén dễ thương nghe không? Mình bỏ miếng ớt lên ha. Ớt ăn thử nó nóng lắm á. Quá nóng á. Thơm á. Thơm củ hành lắm nè. Đây là cái gì cậu? Thịt bằm. Thịt bằm với củ hành. Củ hành tím là tiêu rồi nó ngon. Đúng gà đúc xương. Đúng phải cái gà đúc xương. Cánh gà tàu xì. Cánh gà tàu xì. Điểm sắm nó mềm lắm. Gà thầy Kỳ Vinh cũng đã xử được con nữa. Tao ăn có cảm giác gì không? Lắp là nè, lắp là chiếc xì. Thử cái bánh này coi, cái bánh này ngon lắm nè, mềm quá ha. Cơm ngon nha mọi người. Gia đình nhà mình bữa nay 4 người, 5 người ha, 5 người, đẩy hết cái bàn này nha. Bàn không còn chỗ để luôn. Bàn giờ không còn chỗ để luôn. Bé Bi cũng ngậm tay ăn luôn đó nè. Sao ngon không anh Vương? Nóng mới phỏng miệng này. Nóng hả? Nước vô. Từ từ uống nước vô, nóng phỏng miệng. I'll put it in your pocket, okay? You like this? Này ngon lắm nè. Ngon nè, mình giống như là hoành bánh chiên vậy á. Bánh nó thích thương á. Bánh nó thích thương, còn kêu 3 cái thôi, 3 cái. Cái này ngon. Cái này nó ướt nè, phải khô queo luôn nha. Rất là ngon. Mày thấy điểm sắp nó làm ngon rồi. Đây là ngon không? Nó tươi. Cái này họ ra từ món họ ra hơi chậm nhưng mà rất là ngon mọi người. Họ ra vừa cho nóng cho mình ăn á. Ngon. Nhà mình khó. Nhà mình hôm nay đơn chiếc lắm, chị khó ăn hết cái mâm này. Không được là nhà tới 10 người là bữa nay còn có 5 người ăn. Bởi vì chị khó để hết cái bàn này. Mình video mình cũng dài rồi, mình tạm dừng cái video mình ở đây. Mình hẹn gặp lại mọi người video ngày mai nha. Thì sau khi mà leo núi, băng núi rồi chạy lên núi chơi xong, bây giờ về là mình ăn điểm sắm.
tuột núi. Mình tuột núi xuống, leo lên núi xong mình tuột xuống. Té núi. Nói, thì giờ mới ăn. Ăn hết cái mâm này xong rồi mình coi hành trình ngày mai mình sẽ làm cái gì nữa. Cảm ơn mọi người theo dõi cái video của mình. Bye. Cảm ơn rất là nhiều nha.